Tập 26. Đừng giả dờ nữa. Đừng giả dờ nữa. Phiền chết đi. Chị là ai? Chúng ta quen nhau không? Anh không phải là anh chàng đẹp trai trong quán bar sao? Làm gì vậy? Đánh chị bây giờ. Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Được rồi, chị tên Hứa Lợi. Em gái, em tên gì? Em tên là Mạc Hiểu Na. Cái tên nghe thật hay. Mạc Hiểu Na. Móng tay của chị đẹp quá. Còn cả bầu mắt của chị nữa, cũng rất đẹp. Cảm ơn. Không phải chị là thợ trang điểm chứ? Hay là người mẫu? Đều không phải. Nhưng họ đều gọi chị là cô giáo Hứa nổi tiếng trên mạng. Ở đây không an toàn. Vậy chúng ta hãy lén trốn ra ngoài rồi nói. Được. Cũng tạm được. Ngoại hình ấy mà, là đẳng cấp của Ngô Ngạn Tổ đấy. Thật sao? Có phải cũng tạm được không? Đợi em với. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt, có cơ hội lại nói chuyện nhé. Con bé này sao chậm chạp như vậy? Chị à, chị xem em như vậy được chưa? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Màu này khá hợp với em đấy. Tặng cho em làm quà gặp mặt. Đây. Đây. Đây là phiên bản giới hạn đấy. Chị à, chị tốt với em quá. Ngoan. Chị đã đối xử tốt với em như vậy, em cũng nói với chị bí mật của em. Bí mật gì? Chị nhìn thấy người đàn ông kia không? Đó là ông xã của em đấy. Cũng được đấy chứ. Đâu có, bình thường thôi. Đừng ngại mà. Như vậy lát nữa đi ra, chị sẽ dạy em vài định luật hoàng kim theo đuổi đàn ông. Thế nào? Được đấy, được đấy. Biết rồi. Đó là bệnh nhân của ai vậy? Không biết. Có chuyện gì vậy? Chạy nhanh đi. Cô đứng lại cho tôi. Chạy nhanh đi. Đứng lại, đừng chạy. Chạy cái gì chứ? Đứng lại, có nghe thấy không? Đứng lại. Lưu Manh, tôi làm sao chứ? Bác sĩ Lưu bình thường nhìn anh tài năng như vậy, không ngờ anh lại làm như vậy. Cô bị điên à? Sàm sỡ tôi. Ai sàm sỡ cô chứ? Chính vừa rồi tôi đang đuổi theo người đây. Anh cái gì mà anh? Chúng tôi đang đuổi theo bệnh nhân đấy. Tôi đuổi theo hai người đó. Chạy xa rồi, không được chạy. Bác sĩ Lưu, sàm sỡ tôi rồi chạy à? Chẳng phải bảo anh ở trong đó trông chừng em? Anh uống nước. Uống nước gì chứ, em mới chạy mất thì làm sao? Không thể nào, anh canh chừng cẩn thận như vậy chạy làm sao được? Hai người kia đứng lại cho tôi. Quay lại đi. Đứng lại. Anh thiệt tình, anh không phải cố ý đâu. Đừng chạy. Thả tôi ra. Cứu bạn với.
Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Thả ra! Cứu mạng! Cứu mạng đi! Lưu manh thối! Đồ lưu manh! Chia ra hành động. Không được chạy. Em gái xinh, em gái xinh đẹp, em gái xinh đẹp, tránh ra đi. Đồ háo sắc, đồ háo sắc này, đồ háo sắc. Họ lại bên đó, bắt lấy cậu ta, nhanh lên, bắt cậu ta lại, nhanh lên. Ở phía trước, người đâu rồi, đi đâu mất rồi, bên đó, nhanh lên, đừng chạy. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Bên đó, bên này không ra được. Bên đó càng nhiều người hơn. Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Giống gì đó chơi một chút. Bây giờ thật sự không chạy được rồi. Chị cũng không biết đi đâu được nữa. Có cách rồi. Người đâu? Người chạy đâu mất rồi? Qua bên đó xem thử có không. Muốn tóm mình sao? Mạc Hiếu Na, Mạc Hiếu Na, sao lại quên mất chị? Thả chị xuống, chị đứng vững nhé. Được, nhanh lên, cố lên, cố lên, đi thôi chị, nhanh lên, đi nhanh. Thang máy bị chặn rồi, làm sao đây? Chiếc thang máy này, còn cả chiếc kia nữa. Thuyết minh bởi Iramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cho bọn họ nhảy chết đi, nhảy chết đi. Nào, bác sĩ Hoàng, tôi nhất định không được qua đây. Sợi dây thừng này như có ma lực vậy. Đã nhảy là không dừng lại được. Bác sĩ Hoàng à, có vui không? Vui lắm. Không được qua đó. Lại. Wow.
Đúng thật là biết chơi đấy. Em gái, nhất định không được vào đây. Thứ này có ma lực đấy. Một khi đã vào rồi thì không dừng lại được. Thật ra em biết điều đó mà. Các người thật biết chơi đấy. Đi thôi. Đi nhanh thôi. Được, đi thôi. Một, hai, ba. Nhanh, đi nhanh nào. Chị ơi. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Mạc Hiểu Na. Cậu là ai? Tôi sao tôi lại đến đây vậy? Là tự tôi hay là anh? Điều đó quan trọng không? Giống như định đến cô về nhà, sau đó nghĩ lại, như vậy bà thân hơn cũng sẽ đi cùng với cô, vì vậy nên mới. Được rồi, nói ra dài dòng lắm. Tôi, có phải tôi? Được rồi, đừng nói nữa. Hãy ra ngoài trước đi. Chuyện này để sau từ từ giải thích. Cũng không biết một người con gái lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Thế là còn mạnh hơn cả một người đàn ông. Con gái lẽ nào là Mạc Hiểu Na? Cô nhanh thay đồ đi. Để bộ đồ mà ông xã cô là tôi thích nhất đấy. Tại sao mình lại nói ông xã chứ? Đó là bộ đồ tôi thích nhất. Cô thay ra rồi nhanh chóng xuống đi. Sao cô lại xuất quỷ nhập thần vậy? Không phải, hai chúng ta hãy đối chiếu khẩu cung một chút đi. Hình như hạ sốt rồi. Không sao rồi chứ? Không sao, không sao, hoàn toàn không sao. Thế nào, ông thấy có thoải mái không? Hôm nay có thời gian đến đây với ông. Nào, tuyển tập thơ Tagore mà ông thích nhất.
Tôi nghĩ chắc chắn vệ sĩ sẽ không đọc cho ông nghe. Trước đây đều là ông đọc cho tôi nghe. Bây giờ thì chỉ có thể là tôi đọc cho ông nghe thôi. Tôi tìm cho ông chương mà ông thích nhất. Chắc sẽ là đây rồi. Nói như vậy, bây giờ anh trai cô đã hoàn toàn biết được tôi là người đa nhân cách rồi. Thực ra không chỉ có Mạc Hiểu Na, anh ấy còn từng gặp Thôi Hạo Nguyệt. Thôi Hạo Nguyệt à? Giống như anh ấy khá mẫn cảm về phương diện đó, lại liên tục gặp anh và Thôi Hạo Nguyệt. Vì vậy tóm lại anh ấy sẽ không lợi dụng nhược điểm của anh để đáp ứng tham vọng cá nhân của anh ấy đâu. Anh yên tâm đi. Trên đây là điều 2 khoảng 4 trong hợp đồng. Báo cáo xong rồi, cứ như vậy đi. Đúng rồi, thời gian anh ở nhà tôi, anh cứ làm Chu Trường Giang đi. Nếu ba mẹ tôi biết được chắc chắn sẽ rất suy sụp đó. Phải rồi, tôi ở trong bếp. Có chuyện gì cần thiết anh cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, được không? Bạch Hân Hân, sao vậy? Chỉ còn 2 tháng nữa thôi. 2 tháng cuối cùng này, tôi làm bạn trai cô được không? Triệu Mạn, thực ra tôi đã biết từ lâu, trong lòng ông chưa từng hận cô ta mà còn yêu cô ta sâu đậm. Tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng ông biết tại sao tôi biết ông yêu cô ta tôi vẫn muốn giữ ông không? Bởi vì chỉ có ông, chỉ có ông mới thay đổi được đời của tôi. Thẩm Thuần, tôi sẽ không để con của chúng ta tìm được đứa trẻ này, cũng sẽ không để Diệp Trăng nhớ lại chuyện đã qua. Bên A, bên B không được yêu bên A mà, bao gồm cả những nhân cách của bên A. Tôi sẽ chịu tiền vi phạm hợp đồng. Tôi đã vi phạm điều khoản hợp đồng này. Thế nào? Anh định làm gì vậy? Anh định làm gì chứ? Chẳng phải em nói chúng ta phải miệng đối khẩu sao? Tôi không có ý đó. Tôi nói chúng ta đối chiếu khẩu cung. Anh làm gì vậy? Sao vậy?
Đây là ảnh của mẹ tôi mà. Là mẹ trên hộ khẩu của tôi. Bức ảnh này sao lại ở nhà của em? Là của tôi. Bức ảnh đó là của tôi. Hướng Dinh, sao lại có ảnh của mẹ người ta vậy? Tìm lâu như vậy rồi, đến một đứa bé cũng không tìm thấy. Bà không cần lo, tôi sắp tìm ra rồi. Sắp tìm ra, tôi nghe câu này vô số lần rồi. Hãy cho tôi tin tức chính xác, rốt cuộc cần bao lâu? Chúng tôi đã tìm người đi nghe ngóng rồi. Tối hôm sẽ ra quả quạng ai đã đưa đứa bé đi. Mong bà hãy yên tâm, tìm thấy người chỉ là chuyện sớm muộn. Chắc bà biết rất rõ, rốt cuộc nhà họ Thẩm còn che giấu bao nhiêu bí mật không thể để cho người khác biết. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đều là vì mẹ. Diệp Trăng trở thành như hôm nay đều là vì mẹ. Ra ngoài, mang theo Thẩm Diệp Trăng của cô đi đi. Đến Mỹ đi. Ở đó muốn ca hát, muốn uống rượu cứ tùy ý. Cuộc sống này muốn sống thế nào thì sống. Con thật không hiểu nổi, tại sao mẹ không thể đối xử với nó tốt một chút? Cho dù mẹ không coi nó là cháu trai, ít ra cũng đừng coi nó là người ngoài chứ. Dù là mẹ có một chút tình cảm bà cháu đối với nó thôi, Diệp Trăng cũng sẽ không thể trở nên như ngày hôm nay. Mẹ có biết không? Có biết nó trở nên như thế nào không? Bây giờ đến cha mẹ đẻ nó cũng không nhận. Vậy cô đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Đừng ở đây giở trò uống rượu nói sai linh tinh. Ra ngoài đi. Lúc đó anh Thuần kiên quyết ly hôn với Triệu Mạn, bỏ nhà ra đi không có chúng dung thân, là con đã luôn ở cạnh anh ấy. Khi con trai của mẹ đau khổ tuyệt vọng với thế giới này đến mức không muốn sống tiếp nữa, chính là con đây đã cứu mạng anh ấy. Những chuyện cũ đã qua này, cô muốn nói tới khi nào mới thôi đây? Nếu mà cảm thấy Diệp Trăng đã phạm sai lầm không thể tha thứ, vậy mẹ hãy coi như trả lại món ân tình cho con. Lúc đó nếu như không có con trai mẹ đã chết từ lâu rồi. Hôm nay chúng ta dùng một mạng đổi một mạng được không? Cho dù mẹ có muốn thừa nhận hay không, cho dù mẹ có muốn đối diện hay không, Thậm Diệp Trăng là huyết mạch duy nhất của tôi và anh Thuần. Cho dù cả thế giới này thay đổi, sự thật này mãi mãi không thay đổi. Vì vậy, mẹ để Diệp Trăng quay về đi. Nhưng lúc trước khi nó còn chưa bị quỷ hoại hoàn toàn, mẹ hãy để nó quay trở về đi ngay lập tức. Ra ngoài đi. Đi. Vậy anh giải thích cho tôi một chút. Bức ảnh này sao lại ở chỗ của anh được? Không ngờ lại bị phát hiện như vậy. Anh là có ý gì? Xin lỗi nhé. Thực ra chúng dự định viết một bộ tiểu thuyết quyền bí. Nguyên mẫu là lịch sử gia tộc tập đoàn Thẩm Thị. Xin lỗi anh. Hân Hân phát hiện ra rồi mà, đã mắng tôi một trận. Tôi đã từ bỏ rồi. Sau đó tôi đã đốt hết tất cả tài liệu thu thập được. Không ngờ đã sót chứng cứ. Thật sao? Nếu không anh thấy tôi còn lý do nào khác?
Những gì anh nói đều là sự thật sao? Tôi phải nói thế nào anh mới tin tôi đây? Chúng ta nói chuyện đi. Anh cũng thật là, đây là chuyện của nhà người ta. Đừng lo, em tránh sang một bên đi. Sao anh lại quan tâm nhà họ Thẩm như vậy? Anh hãy coi đó là sự hiếu kỳ của một tác giả đi. Sự hiếu kỳ của tác giả. Vậy phần nào của nhà họ Thẩm đã khiến anh có sự hiếu kỳ như vậy? Thẩm Diệt Trăng à, là cái gì khiến anh hứng thú như vậy? Là người cha Thẩm Thuần của anh, là ông nội Thẩm Cảnh Hồng của anh, còn cả Triệu Mạn mẹ của anh nữa. Xin lỗi, là người mẹ trên hộ khẩu của anh, Triệu Mạn. Mối quan hệ rắc rối không rõ ràng giữa họ. Sau đó thì sao? Anh đã tìm hiểu được đến đâu rồi? Tôi đã bỏ cuộc giữa chừng rồi, bởi vì có quá nhiều điểm nghi vấn. Vậy lý do anh hiếu kỳ là gì? Anh đừng có hỏi nữa. Tôi không động bút, càng không xuất bản. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Hướng Dinh, vừa rồi anh đã nói gì với anh ấy vậy? Bạch Hướng Dinh, anh đợi đã. Tôi còn chưa nói xong. Bạch Hướng Dinh, Bạch Hướng Dinh, anh đợi đã. Đi. Hai đứa các con đã làm cái gì? Khách đã đi hết hai tốp rồi, khiến bà bận đến muốn tìm đại soái để thay thế. Chú à, ba sao là ba lại thô lỗ như vậy? Không phải có dân viên làm sao? Làm thêm cái gì? Làm thêm hôm nay nghỉ rồi. Hai đứa đó là khách sao? Trường Giang, cậu giúp đỡ một chút đi. Cậu đừng cả ngày, con hãy giúp mẹ con đi được không? Nhanh đi, giúp đi, nhanh lên. Ba à, ba. Đứa trẻ dưới tầng hầm cũng có liên quan tới Thẩm Thị có phải không? Anh muốn nói cái gì? Là con trai của nhà họ Thẩm, lẽ nào không phải nguyên mẫu trong tiểu thuyết của anh sao? Tại sao lại nghĩ như vậy? Tầng hầm chứng bệnh sợ hãi tầng hầm tôi cũng có. Chuyện này thật sự tôi không biết. Thật sao? Thật đấy. Hành tây này cay quá. Nhà tôi tự trồng đấy. Làm cái gì vậy? Bóc chút hành tây thôi mà mất cả nửa ngày cũng là không xong. Cái thằng đợi ăn đĩa dịch đó lâu lắm rồi. Đi đi đi, nhanh lên đi, mau lên. Xong ngay đây thôi. Thật tình, xong ngay đây, nhanh lên đi. Vậy đứa trẻ dưới tầng hầm rốt cuộc lấy nguyên mẫu từ đâu? Là anh và Bạch Hân Hân à? Thẩm Diệt Trăng, nghe nói Bạch Hân Hân cũng có chứng bệnh sợ tầng hầm. Anh cũng vậy phải không? Những điều viết trong tiểu thuyết lẽ nào chính là chuyện của hai người? Hai đứa thanh niên các con rốt cuộc làm cái gì vậy? Làm gì cứ lề mề củi lửa để quay dịch, các con còn không đi, trẻ đi. Bà thất vọng tràn trề về hai đứa thanh niên các con rồi. Thất vọng tràn trề. Bình thường đe dọa người khác như vậy à? Trẻ củi nhóm thêm lửa đi. Tại sao bà Thân Hưng lại sợ tầng hầm? Giống như hai người đã không có điểm chung. Khó khăn lắm mới có một điểm chung, chẳng phải anh nên vui mừng sao? Vậy tại sao anh lại nói bé trai vì tình yêu mới giả vờ mình cũng sợ tầng hầm? Anh đối với bà Thân Hưng có phải đầu óc của anh có vấn đề không vậy? Sao lại không thể vì tình yêu chứ? Anh ra không thể yêu em gái được sao? Hướng Dinh, sao em lại ở bên cạnh nghe lén vậy chứ? Là mẹ.
Mẹ bảo em đến. Vừa rồi tôi, hôm nay anh rất nhiều vấn đề đấy. Anh định làm cái gì? Anh, Mạc Hiểu Na, Thẩm Dĩ Trăng hợp làm một sao? Anh đã có nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng hỏi anh một vấn đề. Mẹ ruột của anh là ai? Làm cái gì vậy? Hai đứa con đều tai nghe có phải không? Ba gọi bao nhiêu lâu không trả lời, đi ăn cơm thôi. Nhanh lên đi ăn cơm. Ăn cơm, đi đi. Ba thấy không ăn cơm đầu óc hai đứa có vấn đề rồi. Mình à, hôm nay bà vất vả nhất đấy. Đông khách như vậy bà xem, bà bận rộn còn làm cho chúng tôi đầy một bàn thức ăn. Mọi người vui vẻ là được. Cạn ly nào. Kết thúc công việc vui vẻ. Hước Dinh à, bà nói con biết, Trường Gia của chúng ta đến đây lâu như vậy rồi, chúng ta chưa chụp ảnh chung. Mau chụp chung một bức ảnh cả nhà hạnh phúc đi. Con đi lấy giúp ba. Đi lấy cái gì mà người trẻ các con hay dùng đấy? Loại như cây gậy ấy, gậy tự sướng à? Đúng đúng, lấy loại 5 mét ra đây. Đâu có cái loại tự sướng nào 5 mét. Cái đó là cần câu. Mặt của ba to như vậy phải chụp xa chứ. Nhanh đi lấy đi. Ai bảo hôm nay ba đối xử với con như vậy? Hình như con không chịu khó à? Được rồi, lấy máy ảnh của con chụp đi. Nào nào, Trường Giang lại đây. Chú thích cháu đấy, nào chụp hình đi. Trường Giang chấp cười một cái đi. Khó khăn lắm mới đến nhà của chúng ta. Cười đi nào. 1, 2. Đợi đã. Ngày 27 tháng 3 năm 2017, đúng 10 giờ tối. Đây là giây phút hạnh phúc chúng tôi cùng trải qua. Cười lên nào. Con gái, lời con vừa nói ba nghe thấy hơi sến sẩm. Đúng là sến thật. Con không bằng câu nói giây phút này càng rõ ràng hơn. Câu đó của con là lời trong quảng cáo. Được rồi, chụp tiếp đi, nhanh lên. Chụp lại một bức nữa nào. Tắm vừa rồi mặt của ba hơi to đấy. Ba và mẹ con rất quan trọng phải chụp cho đẹp. Nào nào, phải chụp thật thân thiết vào. 1, 2, 3. Hướng Dinh, anh lại đây cầm đi. Anh không muốn. Em đứng trước, cái mặt em to lắm. Mặt anh cũng to mà. Nhanh lên đi. Hướng Dinh, con chụp đi, chụp đẹp vào. Lần nào cũng phải hy sinh mình. Người ta có dụng ý đấy. Lại đây nào. Chụp đẹp. 1, 2, 3. Trường Giang, lần này chú phát hiện cháu không hề uống rượu gạo kê của chú. Rượu gạo kê của chú nấu rất ngon, cháu không ủng hộ chút nào. Cháu coi thường phải không? Không có đẳng cấp chứ gì. Không, không phải như vậy đâu. Không phải thì cứ uống đi chứ. Cháu phải uống với chú một ngụm. Trên máy bay không phải cháu uống rất được sao? Dì à, chú à, trước đây không phải cháu đã nói tủ lượng của cháu không tốt. Uống xong rồi cháu sẽ say, nói linh tinh, cháu sợ mình phá hỏng không khí. Không sao đâu, anh không nghe nói à? Sau khi làm việc xong, rượu là thơm tho nhất đấy. Trường Giang này, chú nói cho biết. Chú bảo cho uống thì cứ uống đi. Nào, uống nào. Thôi thôi thôi, thôi. Uống đi, uống một ngụm nào. Mọi người đừng ức hiếp người đàn ông của con nữa. Anh ấy đã nói rồi, không uống là không uống mà. Mọi người còn ép anh ấy uống làm gì? Mọi người làm gì vậy? Nhà chúng ta không còn nhân quyền nữa, có phải không? Không còn nhân quyền nữa rồi. Không còn nhân quyền nữa sao? Chuyện này là gì chứ? Có phải có còn nhân quyền không? Con bé tỏ thái độ với chúng ta rồi. Nhưng mà con nói, con bé này không biết từ khi nào học được cách uống rượu say, nói linh tinh. Em làm sao vậy? Ngồi xuống. Từ bắt đầu hôm nay, anh là người đàn ông của em. Mọi người đừng có uống mà. Đừng uống nữa. Đừng uống. Ai còn dám bắt nạt anh ấy nữa. Con. Không xong rồi, được rồi, đừng có làm ầm ĩ. Uống nhiều quá rồi, nhanh đưa con bé về phòng đi. Cẩn thận đấy, nào nào, để tôi cõng con bé. Dù sao quấy cũng vì tôi mới say, để tôi. Dù sao quấy cũng nằm trên người của tôi rồi. Cùng nhau đưa con bé vào đi. Hai đứa đã chia đôi con gái của mẹ ra rồi. Nào, cùng đỡ con bé vào đi. Tôi nói anh biết con bé nặng lắm, gần như anh căn bản không đỡ nổi. Tôi khỏe lắm. Được rồi, cùng nhau đỡ, tôi là anh trai con bé.
Hai đứa cùng đỡ dậy. Nhanh lên đỡ vào phòng, ở đây trông khó coi quá. Làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Anh là người đàn ông của em. Này. Này. Đến lúc phải đi rồi. Anh cũng đâu có ngủ phòng này. Đi thôi. Mẹ tôi chuẩn bị sẵn giường cho anh rồi. Bạch Hướng Dinh, tôi ngủ rồi. Cảm ơn anh. Nhờ phúc của anh, tôi mới được gặp một người bạn, người nhà và người tôi thích tốt tới như vậy. Nếu anh nói người bạn tốt đó là tôi thì anh nhầm rồi. Đối với anh, tôi không phải là bạn tốt. Nhưng nếu là bạn xấu cũng không sao. Vậy tôi sẽ miễn cưỡng làm vậy. Bạn bè. Mọi người đừng bắt nạt người đàn ông của con nữa. Từ hôm nay, anh là người đàn ông của em. Người đàn ông của con đã nói rồi, không uống. Không uống là không uống. Mọi người còn ép anh ấy uống làm gì? Mọi người làm gì vậy chứ? Xong rồi, xong rồi. Cả đời này sao mà sống nổi đây? Đại soái à, nửa đời còn lại ta muốn làm loài động vật không biết nói. Chúng ta gặp nhau ở kiếp sau vậy. Đại soái, mày làm gì cáp, ta làm kim mao thế thế nào? Kiếp sau chúng ta kể tiếp câu chuyện mà kiếp này chưa kể xong. Hình như mày không muốn làm gì cáp lắm. Vậy mày làm kim ba cũng được, thế nào? Biết ngay em muốn say là sẽ ở đây mà. Nhìn bộ dạng của em đi, rõ ràng tủ lượng không tốt, nhất định đồ uống thi với ba. Khó chịu rồi phải không? Thuốc giải rượu này, ném tốt lắm.